Mới đây tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đạm Hoàng An và ông Kim Lun Christensen, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đại diện cho Chính phủ Vương quốc Đan Mạch, đã ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác phát triển trong chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Hiệp định này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng trên cơ sở kế thừa và tiếp nối những thành công đã đạt được từ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2013-2020 chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 gọi tắt là chương trình DEPP3 do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, chủ dự án là vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Chương trình có tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 60,29 triệu koron Đan Mạch, tương đương 8,96 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu tổng quát của chương trình là hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển carbon thấp cho ngành năng lượng, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam NDC theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, nâng cao mục tiêu NDC và tăng cường các giải pháp liên quan vào năm 2025.